Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Chin và Kim Thư Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới 189183017. thưa quý vị, đến bây giờ thì tất cả các giới theo dõi vụ kiện và vụ có thể nói rằng là đánh thức trái tim của tất cả những người về vấn đề liệu công tố viên đặc biệt Robert Mueller có làm tròn nhiệm vụ hay là một trong những cái cuộc gọi là săn lùng phù thủy theo lời của Tổng thống Donald Trump thưa quý vị, điều mà người ta nói liên quan đến vụ án hiện nay đang diễn ra ở tại thành phố Alexandria của tiểu bang Virginia, đó là ông Paul Manafort và ông Chris Gay. Giờ gì chúng tôi nói đến vấn đề này liên quan đến vấn đề vụ kỳ với công tố viện Robert Miller, việc trước tiên cái vụ này truy tố bởi công tố viên đặc biệt Robert Miller những cái điều mà ông Robert Miller và tất cả những cái giới báo chí cho rằng cái sự kiện ông Paul Manafort và Rick gay không liên quan gì đến vấn đề liệu có vấn đề gọi là thông đồng của Nga Show với Ủy ban tranh cử vì vì sao người ta nói đến như vậy, người ta muốn khẳng định như vậy là vì ông Paul Manafort là một trong những người đã từng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Điều mà người ta nói ở đây tại tòa án của thành phố Alexander là kính thưa quý vị, đó là vấn đề gian lận về vấn đề thuế má và vấn đề nói láo cũng giống như là giấu tiền ở trong các tài khoản ở nhà băng ngoại quốc. Và bây giờ thì chúng ta nói đến hai nhân vật thân cận với nhau đã từng làm việc với nhau, đó là ông Paul Manafort 69 tuổi và ông Rich Gay là một trong những người phụ tá cánh tay phải của ông Paul Manafort. Nhưng điều gì đã diễn ra trong tòa án với hai cái cặp gọi là bài trùng này với nhau? Anh Tuấn. ở đời người ta nói có khi nào mà có thể nói cái tình bạn và cái tình mà gọi là phục vụ với nhau, bảo vệ cho nhau liên tục cả đời được không nào? Có khi nào mà người ta có thể nói rằng như vậy? Kính thưa quý vị, chờ xem những cái gì đã đang xảy ra ở tại Alexandra và câu hỏi của anh à, câu trả lời của em là như lúc có chứ anh nếu như mà cái hai cái tình đó nó dựa trên cái sự tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau. Tuy nhiên thì theo như những nguồn tin mà chúng tôi có được cho biết rằng các luật sư của bên phía ông Paul Manafort, à đã, đang cố tìm cách để đổ hết toàn bộ tội lỗi này về cho bên phía ông Rick Gay Như quý vị biết rằng ông Rick Gay và ông Paul Manafort là một đôi bạn Và cùng nằm trong ban cố vấn tranh cử của Tổng thống Trump Và cả hai người đều đã ra tòa vào trong ngày hôm qua Chuyện gì đang xảy ra? Đó là câu hỏi đặt ra thưa quý vị Cuối cùng thì ông Rick Gay đã thú nhận toàn bộ tội lỗi Rằng chuyện ông được sự chỉ là chữ đạo của bên phía ông Paul Manafort để có thể biển thủ được cái con số hàng chục triệu hàng triệu đô la để mà từ các ngân hàng ở bên nước ngoài để mà trốn thuế theo như lời khai của bên phía ông rick gay thì ông cho biết rằng chính miệng ông Paul Manafort đã cố tình là nói ông Rick Gay là làm những cái hồ sơ giả và thay vì lấy tiền từ nước ngoài trên cái chương mục gọi là tài sản thì đi qua cái chương mục gọi là vay vốn và thuế cá nhân à, những cái điều này cho thấy được rằng cái sự quan hệ mật thiết và cũng giống như cái cách nào đó để mà ông paul Manafort và ông rick gay này có thể trốn thuế và cũng giống như những cái cáo buộc về các tội rửa tiền với nhau thưa quý vị à, các bộ thẩm đoàn cả nghe đã nghe được tương tự những cái sự việc và khi người thẩm phán à, xử trong cái phiên tòa thì ông hỏi lý do tại vì sao mà ông lại à, cố tình làm những cái giấy tờ để biển thủ, để hóa, để rửa tiền những cái trương mục này thì ông nói đây là lệnh của ông Paul Manafort. Chứng tỏ một điều một cách gián tiếp rằng chính ông Paul Manafort là người chỉ đạo gần như toàn bộ những cái sự việc này từ những cái việc như nhận tiền từ các chính phủ nước ngoài, rửa tiền và trốn thuế. Kính thưa quý vị, tưởng cũng cần nên nhắc lại quý vị cùng với chúng tôi hiểu rõ thêm được vụ án ông Rich Gay là cựu cố vấn cho Tổng thống Donald Trump. Ông Paul Manafort là một trong người chủ tịch ủy ban bầu cử của tổng thống Donald Trump. Điều đó cho thấy hai nhân vật này có những cái mối quan hệ mật thiết với tổng thống Donald Trump. À, hai người đã làm việc cùng với nhau à, và kính thưa quý vị, họ điều mà người ta nói đến ở đây là vấn đề ông liệu đầu tiên cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller là xem cái cuộc tranh cử này có cái sự thông đồng của Nga Xô hay là không và ủy ban tranh cử này có nhận cái sự gọi là can thiệp trực tiếp của Nga Xô hay không và sau khi những cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller đưa ra thì kính thưa quý vị đã thấy có nhiều cái dấu hiệu việc trước tiên là ông Chris Gay đã phải từ chức cố vấn cho tổng thống Donald Trump và sau một cái thời gian điều tra thì ông ta đã chịu làm việc với ông Robert Mueller theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ quy định nếu khi mà chúng ta chịu làm việc và để đưa tất cả những tin tức ra về phía cương uh, công tố viên cần phải có thì sẽ có được giảm được những cái tình cảm tình gọi là cái vấn đề giảm khinh cho mình nhẹ nhàng hơn thì ông brick Gates đã làm cái công việc đó với ông Robert Mueller và ông cung cấp, cung cấp tất cả những tin tức, tất cả những cái tài liệu và cho thấy rằng là người bạn đồng hành với ông đó là ông Paul Manafort đã trong thời gian làm việc tại Ukraine trong một cái cơ quan, một cái tổ chức, một công ty gọi là tư vấn chính trị ở ngoại quốc và hai người này đã có những cái sự thông đồng với nhau nói láo về vấn đề làm ăn trong mỗi năm là bao nhiêu và kính thưa quý vị tài khoản ở trong cả nhà băng ở ngoại quốc là bao nhiêu và cái sự sự kiện này đã gây ra đến một cái cơn khủng hoảng và tổng thống Donald Trump đã nhiều lần có đã tuyên bố rằng là ông Paul Manafort đối xử với ông và truy tố ông như vậy là một điều mất công bằng. À, nhưng mà đến bây giờ thì ông gây đã nói rằng ông Paul Manafort có tới 15 tài khoản ở nước ngoài mà họ không báo cho chính phủ liên bang đó là một cái tình trạng gọi là bất hợp pháp. Ông gây nói ông còn không nộp các mẫu đơn yêu cầu theo hướng của ông Manafort và ông gây đã nhận tội trong năm nay với các cáo buộc liên quan với ban điều điều tra đặc biệt của cố vấn Robert Love trong cuộc bầu cử năm 2016 và đồng ý làm chứng như là một phần của thỏa thuận khẩn cấp và câu hỏi lớn bây giờ là liệu bồi thẩm đoàn có tin vào cái phiên bản của ông Robert, uh, Rick Gay đưa ra hay là vẫn tin vào những cái lời của ông Paul Manafort? Và thưa quý vị, chuyển sang câu chuyện khác, quý vị còn nhớ rằng vào hôm cuối tuần vừa qua, một chiếc phi cơ nhỏ à, chở năm người à, đã hạ cánh khẩn cấp và đâm sầm theo một góc 90 độ thẳng đứng xuống ngay tại một khu trung tâm thương mại gần Sao Plaza ở ngay tại thành phố Costa Mesa. thì à, hôm nay là những cái tin tức cập nhật về vụ tai nạn đó. Đầu tiên đó là vẫn chưa rõ theo như bên phía cơ quan hàng không liên bang FAA thì vẫn chưa rõ lý do tại vì sao mà lại xảy ra vụ tai nạn lần này. nhưng họ đang điều tra theo hướng gọi là trục trặc về động cơ. Năm người trên chiếc phi cơ này tất cả đa phần đều làm trong một công ty bất động sản có tên là pacific union có trụ sở ở ngay tại khu vực vùng vịnh san francisco và một vài uh, tiếng đồng hồ trước khi mà xảy ra vụ tai nạn thì người ta thấy là những nạn nhân còn chụp ảnh và cũng như đăng lên trên trang mạng uh, instagram hai nạn nhân và làm việc ở ngay tại công ty có tên là Pacific Union International là một công ty về bất động sản. Một người là 42 tuổi và một người là 53 tuổi thưa quý vị. Thì cái, cái người trên đó là cũng có một cặp gia đình và người phi công chính là người lái chiếc máy bay. Và coi như là một gia đình coi như không còn nữa thưa anh. Và thêm một gia đình nữa chỉ mới là 29 tuổi cùng với thêm một người 32. nói chung là khi mà xem qua những cái dự kiện như thế này thì đa phần tất cả những nạn nhân trên chiếc phi cơ thiệt mạng năm người à, đều là những người ở trong độ tuổi trung niên và giới trẻ thưa quý vị và cũng theo bản tin cũng cho biết rằng à, may mắn thay là mặc dù chiếc máy bay đâm xuống một khu à, trung tâm thương mại nhưng mà không gây ra bất kỳ một thiệt hại nào về nhân mạng cho những người ở phía dưới. Và như quý vị thấy ở à, trên màn hình thì đó là chân dung của các nạn nhân xấu số. Chính thưa quý vị, được biết chiếc máy Bay Cessna hai động cơ này đã cắt cánh từ sân bay Buchanan Field ở Concord, California đó là tin tức theo cuộc điều tra của hàng không liên bang cho biết. À, người phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhưng không tuyên bố bản chất của vấn đề là trước khi cơ nó bị cái tai nạn như thế nào bị trục trặc như thế nào và chỉ còn cách một dặm nữa là chiếc máy bay có thể đáp xuống ở phi trường John Wayne nơi ở đó đã họ dặn dọn sẵn tất cả mọi cái chi tiết điều kiện đáp khẩn cấp cho chiếc máy bay nhưng kém may mắn thay cho số phận của năm người này là chiếc máy bay không về đến đích khi còn chỉ còn cách có một dặm nữa mà thôi à, và kính thưa quý vị Điều mà người ta nói rằng là chiếc máy bay đang hướng tới sân bay ở phía đông nam của Los Angeles và đã được dọn sạch là tất cả những tin tức đã được thông báo nhưng đến bây giờ thì không có những cái chi tiết rõ ràng như thế nào. À, chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay được sản xuất vào năm 1973, đó là một cái loại Cessna hai động cơ. À, cho quý vị thấy những chiếc máy bay cánh quạt và hai bên có hai cái cánh quạt đó là cái loại máy bay này và đây là một cái tai nạn nhưng bên cạnh đó thì cái may nó cái rủi nó cũng có cái may là khi nó đáp xuống ở ngay cái parking lot ở ngay đường Crystal thì lại không đụng ai vào cái nước đông người đó nếu đụng thì con số tử vong có thể càng lên cao nữa thưa anh Tuấn trong cùng lúc đó Trung Quốc công bố rằng họ đã thử nghiệm thành công về chiếc máy bay siêu thanh không người lái đầu tiên của họ thưa quý vị Bản tin này được đưa ra trên tờ CNN cho biết rằng học viện à, họ vũ trụ hàng không của Trung Quốc, viết tắt là CAAA à, đã cho biết rằng họ đã thử nghiệm thành công một loại động cơ được gắn trên các loại phi cơ mà cho tới bay lên tới hơn 5 lần so với tốc độ âm thanh. À, thì chiếc ma phi cơ này được trang bị động cơ họ gọi là động cơ về siêu âm. Siêu âm có nghĩa là nó còn bứt phá qua các động cơ về âm thanh. À, bài kiểm tra mà bên phía cơ quan học viện hàng không vũ trụ của Trung Quốc đăng tải cho thấy rằng đầu tiên thì chiếc động cơ này được gắn vào một chiếc hỏa tiễn và từ chiếc khỏi tiễn này nó sẽ cho biết được tốc độ thực tế khi mà thử nghiệm ở trên không khí và sau đó thì chiếc động cơ này sẽ được gắn vào những chiếc phi cơ. À, đây được coi là một trong những thành tựu khoa học quan trọng đối với Trung Quốc bởi vì đây là lần đầu tiên họ phát kiến ra được loại động cơ này. Được biết nếu như thành công thì loại động cơ sẽ được à, bỏ vào, sẽ được gắn vào những hệ thống về phi cơ và cũng giống như à, những loại hỏa tiễn khác à, mang tới một cái nền công nghệ về khoa học về hàng không và cũng giống như về quân sự thưa anh. Kính thưa quý vị, máy bay siêu âm đầu tiên của Trung Quốc nếu đạt được thành công như đi những điều mà Tân Hoa Xã đưa ra thì đây là một bước tiến lớn trong nghệ hàng không, công nghệ hàng không và vũ trụ và có thể làm tăng áp lực lên quân đội của Hoa Kỳ. À, các trụ sở tại Bắc Kinh và một phần của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ của Trung Quốc đã cho biết như vậy. Và họ đã tiến hành thử nghiệm đầu tiên loại máy bay có tên là Starry Sky 2 vào thứ Sáu tuần trước. Và các phương tiện siêu âm không chỉ là đơn giản là tốc độ cao, nhưng chúng chỉ di chuyển kính thưa quý vị, gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Nhưng kỳ vừa rồi thì chiếc máy bay vừa qua đã đi đến một cái kỷ lục là gấp 6 lần À, tốc độ âm thanh, điều đó có nghĩa rằng là họ sẽ có thể sử dụng chiếc máy bay này đi du lịch khắp nước Mỹ chỉ trong vòng có 30 phút mà thôi. À, Starry Sky 2 đã đạt một cái tốc độ tối đa gọi là xích Và 6 lần như quý tôi đã nói đến là kính thưa quý vị, cỡ khoảng lên tới 4.563 dặm tương đương với 7.343 km một giờ. Và đây là một trong những sự kiện mà Trung Quốc tuyên bố đây là thành công về ngành khoa học không gian của họ. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và đoàn trọng qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Là... để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại. Sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng đã cho ra đời dòng sản phẩm DL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.